Sự khác biệt giữa người điểm cao và điểm thấp trong trường học và trường đời là gì? Bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với Thêu? Trong trường học là một người giáo viên cùng giờ học như nhau, cùng được giảng, cùng kiến thức như nhau, cùng cái năng lượng như nhau, cũng là cái người thầy đó vậy. Nhưng tại sao có bạn điểm cao, có bạn điểm thấp? Có bạn thì đạt học bổng, có bạn được lên lớp, được tặng giấy khen, được tặng bút, được tặng phần thưởng, có bạn được tặng tiền nữa. Nhưng có bạn thì phải ở lại lớp. Sự khác biệt của những người bạn học xuất sắc và những người bạn chưa xuất sắc, của những người bạn lên lớp và những người bạn ở lại lớp là gì? Đó là thái độ học, đó là cái thái độ tập trung. Nếu như các bạn tập trung học nghiêm túc thì các bạn có được phần thưởng. Giống như trong cái thời kỳ đi học, nếu bạn nào, anh chị nào học nghiêm túc, tập trung thì chúng ta sẽ dễ qua được cái bài kiểm tra hơn, chúng ta dễ đạt được điểm cao hơn. Đúng hay rất đúng anh chị? Ở đây có anh chị nào đã được học bổng, có được những giấy khen và bằng cấp chưa ạ? Có phải rằng là khi chúng ta đạt được cái vị trí cao, chúng ta đạt được điểm cao thì chúng ta được phần thưởng không ạ? Chúng ta rất là cam kết, chúng ta rất là chăm chỉ nên chúng ta mới có được cái thành quả là vô địch, điểm cao, xuất sắc. Và nếu như anh chị nào ở đây mình huy chương vàng rồi, anh chị luôn là cái người đạt cao, điểm cao nhất hoặc là đạt được cái vị trí cao nhất, thì anh chị cũng hiểu rằng là may mắn nó là một chuyện thôi, may mắn nó chỉ là 1% nhỏ thôi. Nhưng mà những người khác họ nhìn vô những cái người thành công, những người giành chiến thắng, thì họ nói rằng là chắc là bạn may mắn thôi, chắc là bạn may mắn nên bạn mới được học bổng thôi. Một cái trường học có 22.000 sinh viên mà có một đứa học có được học bổng thôi, vậy thì chắc là đứa đó may mắn, chắc là nó may thôi. Cũng giống như rằng là trên thế giới này có rất là nhiều người không có giàu được, mà bạn kiếm 1 tỷ một tuần được là bạn quá may mắn. Ví dụ như là Warren Buffett, Donald Trump, tuần nào họ cũng kiếm được 1.000 tỷ, họ kiếm được liên tục trong suốt nhiều năm rồi. Thì chúng ta nhìn họ, chúng ta nói họ may mắn à? May mắn gì mà may mắn từ năm này qua năm nọ sọ năm kia. May mắn gì mà kiếm ngày nào cũng kiếm mấy nghìn tỷ trong vòng 20 năm rồi. May mắn gì may mắn dữ vậy? Vậy thì chúng ta phải suy ra rằng là cái may mắn đó đến từ đâu? May mắn đó nó đến từ tư duy. Nhờ vào cái việc họ liên tục phát triển, họ liên tục nâng cao tư duy của họ lên, họ liên tục học hỏi, liên tục phát triển, họ liên tục học từ những kinh nghiệm thành công của những người thành công. Hãy sẵn sàng học hỏi, hãy sẵn sàng học hỏi 100%, học tập nghiêm túc 100% và liên tục tiến lên phía trước và ứng dụng thành công, thì anh chị luôn đạt được những cái kết quả thành công trong cuộc sống của mình. Chứ đừng nhìn những người khác, thấy người khác có được kết quả, thấy được có người khác có được sự thành công, thì chúng ta nhìn họ, chúng ta nói họ may mắn. May mắn đó chỉ là một phần nhỏ thôi anh chị. Cái quan trọng là họ liên tục phát triển, liên tục tiến lên phía trước. Vậy nếu như anh chị nào ở đây mình mong muốn có một cuộc đời giàu có, liên tục thành công, liên tục phát triển, tháng này tháng nọ thành công nối tiếp thành công, liên tục đi lên, xây dựng cho mình một cuộc đời liên tục giàu có, thì anh chị hãy chọn cho mình một môi trường để học tập, để liên tục học tập, một môi trường để luôn thúc đẩy anh chị phát triển, luôn nuôi dưỡng con người thành công bên trong anh chị. Nếu anh chị chưa có môi trường đó, có thể tham gia học tập cùng với Thêu trong môi trường câu lạc bộ, liên tục có những chương trình Zoom buổi sáng lúc 4:30, buổi tối lúc 20:30, từ thứ hai cho đến thứ sáu, chỉ để tạo ra một môi trường cho tất cả chúng ta liên tục phát triển, liên tục thành công, nhắc nhở chúng ta liên tục phát triển, liên tục khai mở tư duy của mình. Hãy học tập cùng với Thêu để cùng nhau phát triển, để liên tục thành công nhé.